Bà bầu bị nước ối đục thì có làm sao hay không? Khi khám thai và được chẩn đoán là nước ối đục, có rất nhiều bà mẹ cảm thấy lo lắng vô cùng cho sức khỏe con yêu của mình. Tuy nhiên thực tế tình trạng này có nguy hiểm hay không và cải thiện nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong video này. Để trả lời cho câu hỏi trên, trước tiên các mẹ hãy cùng tìm hiểu tình trạng này là gì, nguyên nhân gây ra và cách xử lý như thế nào. Thứ nhất là nguyên nhân khiến cho nước ối đục là gì? Theo các bác sĩ sản khoa thì tình trạng nước ối đục thường diễn ra vào những tuần cuối của thai kỳ, nhưng cũng có những trường hợp mới mang thai 3 tháng nước ối đã bị đục. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này đầu tiên phải kể đến việc thai nhi thải chất thải vào buồng ối. Chất gây được hình thành từ tế bào chết trên da, niêm mạc miệng, hô hấp, đường niệu. Thai càng lớn thì mức độ bong chóc càng nhiều khiến cho nước ối bị đục. Theo bác sĩ Bạch Cẩm An, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế, thì nước ối có chức năng bảo vệ thai nhi các sang chấn và va chạm, quan trọng nhất là tạo môi trường vô trùng cho bé. Ở đầu thai kỳ, nước ối sẽ có màu trắng trong như nước dừa non. Khi thai nhi càng lớn thì nước ối sẽ chuyển dần sang màu trắng đục. Đến tuần thứ 38 trở đi thì có màu như nước vo gạo. Nguyên nhân thứ hai khiến cho nước ối bị đục là do bé thải phân su trong buồng ối. Nếu như nước ối đục do nguyên nhân này thì thai nhi có thể bị thiếu oxy, khiến cho cơ vòng hậu môn bị giãn và đẩy phân su vào buồng ối. Thứ hai, nước ối bị đục thì có ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé hay không? Với trường hợp nước ối bị đục trong những tháng cuối của thai kỳ thì hoàn toàn có thể yên tâm, bởi điều này sẽ không gây nguy hiểm cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Khi nước ối bị đục do nguyên nhân thứ hai thì mẹ bầu cần phải kiểm tra xem xét vấn đề về suy thai. Nếu tình trạng này xảy ra thì phải điều trị ngay để tránh việc thai nhi bị chết lưu và sinh non. Nếu chỉ bị suy thai tạm thời cũng cần phải theo dõi sát sao để tránh bị tái phát hay suy thai cấp tính khi chuyển dạ. Trên thực tế, nguy hiểm chỉ xảy đến khi thai nhi bị sặc hoặc ngạt trong nước ối trong hay sau khi sinh. Điều này sẽ gây tắc nghẽn đường thở, khiến cho sự trao đổi khí bị rối loạn và suy hô hấp nặng. Lúc này nếu nước ối bị nhiễm phân su sẽ gây ra tình trạng viêm phổi, bội nhiễm, nhiễm trùng phổi, nghiêm trọng hơn là bị xẹp phổi, thiếu oxy nghiêm trọng. Nếu trẻ bị hít phân su càng nhiều thì mức độ nguy hiểm càng tăng. Tuy nhiên nếu kịp thời hút dịch ối phân su cho trẻ qua nội khí quản, làm sạch phân su trong đường hô hấp thì các bác sĩ có thể ngăn chặn được các biến chứng này. Thứ ba là làm thế nào để cải thiện được tình trạng nước ối bị đục. Dù đáng lo ngại nhưng rất nhiều mẹ bầu vẫn vô cùng lo lắng khi biết mình bị nước ối đục, vì thế đã uống rất nhiều nước mía, nước dừa theo kinh nghiệm dân gian để nước ối trong trở lại. Nhưng theo các bác sĩ thì điều này không có căn cứ khoa học. Uống quá nhiều nước mía để lọc bớt độ đục của nước ối là hoàn toàn sai lầm, bởi cơ chế lọc của buồng ối không giống như thận và bàng quang. Cá biệt hơn, có nhiều bà mẹ còn đòi bác sĩ cho sinh sớm vì không muốn phải sống trong môi trường nước đục. Nhưng điều này chỉ khiến cho bé có nguy cơ bị suy hô hấp cao hơn. Vì vậy, khi phát hiện nước ối bị đục, mẹ bầu cần tuân thủ những điều sau đây. Thứ nhất là giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, không lo lắng quá mức vì lo sợ thai nhi hít phải nước ối đục sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu mắc các bệnh về hô hấp, nên các mẹ cực kỳ lo lắng. Thứ hai là khám thai định kỳ theo đúng lịch hẹn. Khi phát hiện nước ối bị đục, các bác sĩ sẽ đưa ra lịch khám thai riêng và các mẹ bầu phải tuân thủ đúng lịch trình. Điều này sẽ giúp cho thai kỳ được theo dõi một cách sát sao, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Thứ ba là nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng một cách hợp lý. Lúc này mẹ nên uống nước thật nhiều để oxy và chất dinh dưỡng được lưu thông tốt. Mẹ nên nằm nghiêng sang bên trái khi ngủ, ngủ đủ giấc, tuyệt đối không nằm ngửa và cúi thấp người. Thứ tư là không uống quá nhiều nước dừa, nước mía, ăn quá nhiều đồ ăn chiên xào sẽ gây khó tiêu, đầy bụng và tăng cân nhanh. Với những thông tin trên thì chắc chắn rằng các mẹ bầu sẽ yên tâm và bớt lo lắng hơn khi gặp tình trạng nước ối bị đục. Quan trọng nhất trong thai kỳ là mẹ bầu cần thăm khám một cách thường xuyên, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và giữ tinh thần của mình luôn được thoải mái. Vâng, và tiếp sau đây chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn cách xử lý các trường hợp khi nước ối bị ít. Nước ối được coi là tấm bình phong bảo vệ thai nhi khỏi những tác động từ bên ngoài. Thiếu ối hay dư ối đều mang đến những mối nguy riêng. Vậy, trong trường hợp nước ối bị ít thì phải làm như thế nào?
Vỡ ối báo hiệu chuyển dạ, thai nhi sắp chào đời, nước ối còn ổn định, sự phát triển của thai nhi mới được đảm bảo là an toàn. Bởi vì nước ối chính là môi trường dung dịch được hình thành ngay sau khi thụ thai, tạo ra sự cân bằng giữa mẹ và bé, tránh cho thai nhi bị nhiễm trùng hay bị va chạm. Vậy, đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu nước ối có từ đâu. Từ ngày thứ 12 sau khi thụ thai thành công, nước ối đã được tạo thành từ 3 thành phần chính là thai nhi, màng ối và máu của mẹ. Điều này không hẳn nhiều mẹ biết tại sao có sự liên quan đến bào thai, vì trong giai đoạn sớm của thai kỳ, da của thai nhi có liên quan mật thiết tới sự hình thành nước ối, và khi chất gây xuất hiện từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 28, đường tạo ối mới chấm dứt hoàn toàn. Cột mốc 16 tuần cũng rất quan trọng, vì lúc này nước ối quan trọng nhất là do đường tiết niệu, bé bài tiết nước tiểu vào buồng ối từ tuần thứ 16 của thai kỳ. Sau tuần thứ 20, nước ối có nguồn gốc từ khí phế quản, do huyết tương của thai nhi thẩm thấu qua niêm mạc hô hấp của bé. Cũng tại thời điểm này, thai nhi bắt đầu nuốt nước ối và nước ối được tái hấp thụ qua da, dây rốn và màng ối. Màng ối bao phủ bánh nhau, dây rốn cũng tiết ra nước ối. Thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu bà bầu khi bị thiểu ối thì gây ra những hiện tượng gì. Thiếu tường rào bảo vệ thai nhi thì không hẳn là tốt. Đó là lý do phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ để biết liệu nước ối đang vơi hay đầy. Các cột mốc quan trọng của nước ối theo tuần thai được tính toán cụ thể như sau. 50ml khi thai được từ 4 đến 8 tuần, khoảng 350ml ở tuần thai thứ 20, tăng lên 670ml vào tuần từ 25 đến 26, khoảng 800ml khi thai nhi được từ 32 đến 36 tuần, 1000ml khi thai được 38 tuần, tuần thứ 40 đến tuần thứ 42, thai kỳ giảm xuống còn khoảng 540 đến 600ml. Đây là khoảng thời gian mẹ bầu sẽ có những dấu hiệu chuyển dạ, do đó bác sĩ cần nắm chỉ số nước ối để có thể theo dõi được tình hình sức khỏe của thai nhi. Thứ ba, với những trường hợp đặc biệt, nước ối giảm sau 34 tuần, mẹ cần tham vấn ý kiến của các bác sĩ về khả năng mổ lấy thai sớm hơn ngày dự sinh. Bà bầu được coi là thiểu ối nếu ở trong những cột mốc khám thai nhất định, lượng nước ối không đạt được trong mức an toàn. Thiếu ối ở những tuần cuối của thai kỳ có thể làm tăng tỷ lệ sảy thai, sinh non lên tới 80%. Trong quá trình chuyển dạ, nước ối được cho là có vai trò cực kỳ quan trọng, giúp làm giảm cơn đau, tránh nhiễm trùng sau sinh. Thiếu ối khiến cho tình trạng thai ngược rất khó khăn để sinh một cách tự nhiên. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu ối, có thể kể đến những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là các bất thường nhiễm sắc thể. Thứ hai là dị tật bẩm sinh. Thứ ba là thai chậm phát triển và bị dị ối. Thứ tư là các vấn đề từ bánh nhau. Thứ năm là bà bầu bị cao huyết áp, tiền sản giật và bị tiểu đường. Thứ sáu là bị thiếu ối vô căn, tức là không rõ nguyên nhân. Thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu nước ối ít thì có ảnh hưởng tới thai nhi hay không. Nếu thiểu ối sớm ở tam cá nguyệt thứ hai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của thai nhi. Hậu quả có thể tiên lượng đối với thai nhi là bị chặt khớp háng bẩm sinh, sơ cứng các khớp, tay chân khòeo do không cử động tốt được trong buồng tử cung, ít nước và suy hô hấp. Ở 3 tháng cuối của thai kỳ, dù kéo dài hơn những tháng ở giữa, nhưng di chứng do thiểu ối cũng gây ra những hậu quả đáng tiếc cho thai nhi. Tay chân khòeo, sơ cứng khớp, suy hô hấp, chèn ép dây rốn, bé dễ bị suy thai và không bình chỉnh được ngôi thai, có thể có những ngôi bất thường gây đẻ khó. Thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu nước ối ít thì nên uống gì. Con đường ăn uống là cách nhanh nhất để giúp khắc phục tình trạng thiếu ối trong thai kỳ. Thực phẩm là bài thuốc tự nhiên, an toàn mà có hiệu quả cho bà bầu. Mẹ đừng quên uống 4 các loại nước sau đây. Thứ nhất là nước mía. Không chỉ là thức uống giải khát được yêu thích trong mùa hè, mà uống nước mía còn giúp cho thai nhi tăng cân nhanh hơn trong những tháng cuối, đồng thời điều trị thiểu ối, ốm nghén rất hiệu quả. Nước mía bổ sung canxi, magie, kali, sắt, các vitamin A, B và C, đồng thời trong đó có chứa gần 30 axit hữu cơ khác. Lời khuyên là nếu thiểu ối, mỗi ngày mẹ uống 1 ly nước mía. Thứ hai là nước dừa. Để nước ối cán mốc chuẩn một cách nhanh nhất, mẹ đừng quên bổ sung nước dừa vào thực đơn hàng ngày của mình. Trong nước dừa có chứa clorua, kali, magie, đường, muối và protein, có thể giúp mẹ ổn định huyết áp và ngăn ngừa được biến chứng sản khoa nguy hiểm. Thứ ba là uống các loại nước ép trái cây. Vô vàn các loại trái cây theo mùa sẵn sàng phục vụ cho các mẹ bầu, đó là táo, ổi, cam và dâu, luôn giúp các mẹ bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cần thiết, cung cấp các chất xơ và tăng lượng nước ối trong thai kỳ.
Thứ tư là uống nước đun sôi để nguội. Nước lọc vẫn là quan trọng nhất trong thai kỳ, hàng ngày nên uống khoảng từ 2,5 đến 3 lít nước. Mẹ bầu nếu mới vận động cơ thể hoặc trong những ngày thời tiết nắng nóng thì lượng nước có thể tăng lên. Thứ tư là cách chữa thiểu ối như thế nào. Cùng với chế độ ăn uống khoa học thì có một vài cách khác cũng có thể giúp cải thiện tình trạng thiểu ối. Thứ nhất là vận động nhiều hơn. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên cho bà bầu bị thiểu ối là nên vận động ít nhất từ 30 đến 45 phút mỗi ngày. Chỉ là những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga cũng sẽ giúp tăng lưu lượng tuần hoàn máu trong tử cung, nhau thai. Và đây cũng là cách tăng chỉ số chất lỏng trong bọc ối của thai nhi một cách tốt hơn. Thứ hai là nên nằm nghiêng sang trái. Tư thế nằm ngủ tốt nhất đối với bà bầu là nằm nghiêng về phía bên trái. Khi nằm ở tư thế này, lượng máu từ cơ thể mẹ sẽ đi qua các mạch máu trong tử cung và đến thai nhi một cách thông suốt hơn. Khi máu được vận chuyển với tốc độ đều đặn thì chỉ số nước ối cũng sẽ được tăng lên. Thứ ba là thăm khám bác sĩ. Đây là cách hiệu quả nhất giúp cho mẹ và bé vô cùng an toàn. Mẹ có thể sử dụng những biện pháp y tế như tiêm nước ối, truyền tĩnh mạch hoặc đặt ống truyền ối nhờ sự tư vấn của các bác sĩ. Nước ối ít thì phải làm sao? Câu trả lời đã rõ như ban ngày. Quan trọng nhất là nhớ phải khám thai theo lịch hẹn của các bác sĩ để biết rõ mẹ cần làm gì ngay tại thời điểm bị thiểu ối. Vâng, và vừa rồi chúng tôi đã vừa gửi tới quý vị và các bạn những vấn đề liên quan tới thiểu ối và nước ối bị đục ở các mẹ bầu. Hy vọng video này hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.